Đâu rồi, mấy người kia đâu rồi? Các thành viên của team câu lạc bộ tiên cá vô chào hỏi hội chánh kiến ra. Xin chào mọi người. Dạ con chào quý cô, A Di Đà Phật. Anh hai, anh này là người nhái nè. Con là người nhái nè. Phải không? Dạ con là tiên cá. Chào anh Quy. Ủa? Em định quay YouTube anh cậu em nha. A Di Đà Phật, chào thầy.